Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 56 quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, vỉa hè trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Nhìn lại thì kết quả đạt được cũng nhiều, song những vi phạm, thậm chí là những vi phạm nghiêm trọng về hành lang an toàn giao thông thì vẫn còn không ít, đặc biệt là ở những địa phương mà chính quyền cơ sở thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện. Phóng sự sau được thực hiện tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên là một ví dụ cụ thể. Mua thửa đất 225 m² bám mặt đường Nguyễn Văn Bé thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên để xây dựng nhà ở và kinh doanh. Vậy nhưng từ năm 2017 đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Bình vẫn chưa thể tiến hành xây dựng. Lý do, bởi mặt tiền thửa đất là hành lang giao thông đã được xã Hưng Tây cho tư nhân thuê xây ki-ốt. Dù đã nhiều lần yêu cầu xã giải phóng hành lang, nhưng đến nay vẫn còn ki-ốt của bà Đặng Thu Trang, công chức kế toán tài chính xã Hưng Tây chưa được giải tỏa. Huyện đã có lập đoàn thanh tra về kiểm tra, nhưng mà xác minh là xây lấn chiếm trên hành lang giao thông đấy, nhưng mà vẫn không có biện pháp là buộc tháo dỡ để cho gia đình tôi là xây dựng, làm cản trở của tôi là 3 năm nay, mà đất đấy là tôi bỏ tiền ra mua là để xây dựng kinh doanh. Sau 3 năm không được xã xử lý, từ tháng 9 năm 2019, bà Bình có đơn gửi Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên đề nghị giải phóng ki-ốt của bà Đặng Thu Trang tại các phiên tiếp công dân tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2019. Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên đều có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện là phải giải tỏa hành lang giao thông. Vậy nhưng, xã Hưng Tây vẫn không thực hiện. Để tìm hiểu cụ thể việc Ủy ban Nhân dân xã Hưng Tây cho thuê đất trên hành lang giao thông, dù Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên đã liên hệ trước và cử phó chánh văn phòng trực tiếp cùng phóng viên xuống trụ sở. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã vắng mặt và từ chối làm việc. Thì không biết vấn đề này thì xã định xử lý như thế nào? Về cái nội dung của đơn bà Bình là vì liên quan đến đồng chí chủ tịch, cái này cảm chỉ trực tiếp gặp làm việc với đồng chí chủ tịch. Giữa tháng 1 năm 2020, bà Nguyễn Thị Bình có đơn tố cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Tây cho bà Đặng Thu Trang, công chức tài chính kế toán, thuê đất trái phép trên hành lang giao thông. Thì Ủy ban Nhân huyện nhận được cái đơn tố cáo của công dân về liên quan đến cái việc là Ủy ban Nhân xã Hưng Tây đã cho thuê đất để xây dựng cột kinh doanh tại khu vực đường Nguyễn Văn Bé. Thì hiện nay là Chủ tịch Ủy ban Nhân huyện đã thụ lý cái nội dung tố cáo của công dân và thành lập đoàn xác minh cái nội dung tố cáo. Hiện nay đoàn xác minh cũng đang tiến hành làm việc với các cơ quan có liên quan để xác minh, kiểm tra cái nội dung sự việc. Và theo cái quy định của pháp luật ấy, thì trên cơ sở cái kết quả xác minh thì đoàn sẽ tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân huyện là xem xét xử lý theo cái quy định của pháp luật. Theo thủ tục của nhiều ki-ốt trên hành lang giao thông đường Nguyễn Văn Bé thì việc xây dựng trái phép để kinh doanh được xác lập dựa trên hợp đồng mượn đất ốt giữa người dân với chính quyền xã Hưng Tây. Trong đó có hợp đồng đăng ký năm 2016 với thời hạn 5 năm. Như vậy, từ năm 2016, khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ra nghị quyết 56 quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, thì tại xã Hưng Tây vẫn tồn tại hình thức vi phạm hành lang để thu lợi bất chính.